chào các bạn kênh xe phong cách 24 giờ. Yamaha NVX 155 chính thức lộ diện. Yamaha NVX 155 2017 được hé lộ và trưng bày trong khung kính vào cuối sự kiện của Yamaha Việt Nam vào tháng 8 qua. Nay đã chính thức lộ diện. Giây phút mong chờ của biết bao nhiêu anh em cuối cùng đã tới. Cùng với chúng tôi soi qua bộ ảnh của NVX được chọn trên đường phố Indo nhé. Xe mang bóc giá khá cơ bắp và hầm hố. Không rõ là bản thử nghiệm hay chính thức của dàn áo mới, chỉ gồm một màu sơn đơn giản không tem. Bên cạnh đó là bánh trước có khung với size 110/70/14. Thoạt nhìn qua sơ, tư thế ngồi xe khá thoải mái với yên xe rộng, vị trí tay lái thấp. Đuôi stop bút nhọn, bên cạnh đó là cặp xi nhan và về sau khá giống chiếc Accenter trên 50. Khác với suy luận của nhiều người, bánh sau của chiếc Yamaha NVX vẫn sử dụng thắng đùm và bánh trước khủng với size 140/70. Bề ngang lớn của chiếc Accenter khá điệu. Che các nước khá lạ. Vị trí các chân sau cũng được thiết kế ôm gọn và giấu ở bên trong hông thân xe. Về phần đầu xe, từ nhìn bên hông, cá nhân mình thấy khá giống chiếc AB. Một điểm khác đặc biệt là phanh đĩa ở phía trước tích hợp phanh ABS. Vị trí ống xả của bô khá cao, xe sử dụng phuộc giảm sóc đôi có bình dầu. Chắc chắn sẽ không lâu nữa chiếc xe này sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại clip tiếp, nhớ like hoặc share nhớ subscribe.